Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Hôm nay có anh trai anh lấy con đang gù ha. Con dây xanh nha. Rồi đeo dây xanh ha. Sao lúc đầu không dậy luôn đi trời ơi, bắt người ta ra rồi mới gù. Rồi anh lấy thêm con này nữa ha, con này xích trần ha. Chiều anh ghé cơ quan là lúc trời đang mưa đó. Rồi, cũng thông cảm, cũng không có tiếp đãi anh chu đáo được, nhưng mà vô cơ quan anh xem hai con anh lấy. Anh trai ở Thuận An Bình Dương ha, cũng gửi lời cảm ơn anh, mong anh thông cảm ha, tiếp đãi chưa được chu đáo lắm nha. Rồi hai con về với chủ mới nha. Rồi hồi nãy có anh trai anh ghé anh bắt một con dây rút xanh ha, với một con nhốt lồng trần để cơ quan anh lấy. Giờ có anh trai ở cũng gần cơ quan, nhưng mà phải anh điện sớm thì em để chim cơ quan rồi mà kẹt cái em đem về nhà, tại vì cặp nãy bị lỗi. Nó lỗi ngón ha. Con này chân bình thường ha. Anh lấy hai cặp luôn để cho anh giá mềm mềm cho anh nuôi chơi ha. Con dây xanh với con dây cam thì lỗi ngón một con à, thì để cho anh nó nuôi. Tính đem về đây thả AV mốt biết trống máy bán sau ha. Con này rất là bự luôn, dây cam ha. Đem về nhà. Con này dây xanh là bị gãy cái ngón này ha, chứ bị cua cái móng biên xíu thôi. Thực sự thì anh nói nuôi nghe gái chơi thôi, chứ nuôi sinh sản thì về ngón này nó không có ảnh hưởng gì hết ha. Thì em đem về thì biết đâu sau này nó gãy gù thì mình bán giá gãy gù cũng được, khỏe chứ có đâu vội, không có vội ha. Nhưng mà nãy em bắt đem lên từ cơ quan đem về nhà ha, chỉ có con này thì bình thường nè, chỉ có bị một con thôi. Thôi giờ để anh đẻ đẻ anh nuôi chơi luôn. Rồi xong đơn thứ hai nha, tiếp theo bắt một con mái vân hoa ha. Mái vân hoa, mái vân hoa đỏ luôn á, đỏ đẹp luôn, bự luôn, to đẹp ha. Gửi cho anh trai ở Cam Ranh Khánh Hòa ha, tướng rất bự luôn, nhưng mà con này con mái. Đó, cái tim xanh này ha. Ok, về Khánh Hòa. Tiếp theo gửi một cặp thái đen dòng mồi về Rạch Sỏi, Kiên Giang. Rồi, chân cẳng ok ha, mặt mũi sáng láng đẹp trai. Đấy, con nhỏ ha, giờ con lớn nè. Rồi, dây tím ha. Rồi, chân cẳng ok ha, mặt mũi bình thường ha. Rồi tiếp theo đơn cuối này đi bốn đơn ha. Cặp này gửi về cho anh trai ở Cái Dầu, Châu Phú, An Giang. Hôm này là gửi về Tư Tý ha, Tư Tý về Rạch Sỏi nè. Hôm này gửi về Cái Dầu ha, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang ha. Gửi cho anh trai cặp đủ cơm nè. Nãy bắt ra lòng hơi sơ sát xíu ha. Đây hai con ha, cũng rất là bự luôn. Chân móng bầu đầy đủ ha, cơm sáng. Con này chắc mái quá, hơi nhỏ, nhìn thấy hơi nhỏ rồi.
con này con bự à. Một cặp riêng nó lên ha. Đây. Con này bự con hơn. Này bắt ra lông sơ sát xíu nha. Rồi. Hôm nay đi cái dầu Khánh Cam Ranh Khánh Hòa Rạch Sỏi với ở Phú Hòa ha. Ngay chỗ gần cho em làm luôn. Là 4 đơn em gửi, còn hồi nãy chiều có anh trai ghé bắt hai con nữa là 5 đơn nha. Ngày mai đi cái này gửi tí nó gửi chành xe mai 9 giờ sáng đi. Còn ngày mai 6 giờ lên đi thì tầm 1 rưỡi tới ha. Con này giờ gửi thì tầm 5 giờ sáng 6 giờ sáng tới. Con này em đi giao nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip ha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.